Vâng, xin chào tất cả các bạn đến với channel của mình. Mình là Johnny Thông, admin của kèo thơm ICO.com đây ạ. À. hẳn là anh chị một đã từng lên kênh YouTube channel của mình hoặc là bất kỳ phương tiện truyền thông social media nào của mình thì hiện nay cái kênh YouTube của mình hiện nay đang có số lượng người đăng ký là 12.000, hơn 12.000 người đăng ký. Đây là cái số lượng người rất là đông đã theo dõi những cái kèo ICO của thông trước đây à, Át hẳn rằng anh chị có một số người Thì đầu tư Thì đa số là anh chị những cái coi ICO truyền thống thì lời rất tốt Tuy nhiên trong năm qua chứng kiến những kèo ICO landing thì à, SML các anh chị Thì đó là lý do tại sao tôi nói với các anh chị là không phải tất cả những kèo đầu tư ICO nào đều thắng Quan trọng là anh chị biết phân phối vốn Và biết Quản trị rủi ro như thế nào chứ không đảm bảo chắc chắn là anh chị đầu tư bất kỳ dự án nào là thắng bởi vì điều đó không thể các anh chị, không có cái gì trên cuộc đời này đầu tư mà thắng 100%. Đó là lý do tại sao tôi không cam kết bất kỳ dự án nào đầu tư là thắng 100% đâu các anh chị. Anh chị có quyền đầu tư theo hoặc là một cái nguồn tham khảo để anh chị đầu tư được không nào? Và ngày hôm nay quay trở lại với channel của mình thì một thông tin mới cho các anh chị đây. Đó là trước Tết mình có ngồi với một cái người đại diện của một cái quỹ đầu tư rất nổi tiếng của thế giới và chuẩn bị đầu tư ở khắp trên cái thị trường về blockchain này và tôi có dịp được nói chuyện với anh ta và rất nhiều thông tin được hé lộ và ngày hôm nay tôi muốn review cái cái cân này để anh chị có cái nguồn tham khảo đây. Thì cái mà tôi muốn nói với các anh chị ạ, đó chính là gì? JWC Venture. JWC Venture là một quỹ đầu tư trong lĩnh vực về blockchain. Thì hiện nay nó có điểm gì độc đáo mà ngày hôm nay tôi lại giới thiệu với các anh chị thì uh, tôi muốn anh chị lên website của nó. Uh, đó là jwcventure.com. Thì hiện nay nó đang bán cái token sale này và mùng 10 tháng 3 này chính thức là bán public sale. Cái vòng private sale vừa rồi đã thành công rồi. Thế thì hiện nay cái này cái gì mà có gì đặc biệt mà tôi lại review cho anh chị ngày hôm nay. Thứ nhất có một vài điểm độc đáo sau đây mà nếu anh chị thấy nó được để nghe tiếp thì anh chị nên tiếp tục, còn nếu không anh chị có thể rời channel của mình. Cái điểm đặc hay của nó đây là cái coin nền tảng các anh chị. Nó không phải là coin doanh nghiệp của bất kỳ doanh nghiệp phát hành token mà đây là coin nền tảng. Nó giống như nền tảng smart contract của Ethereum hoặc nền tảng về đầu tiên version 1 đầu tiên là version về của Bitcoin thì cái này là một cái coin nền tảng, tức là nó tạo ra cái đồng tiền payment thanh toán nó làm cái hệ sinh thái trung gian đồng trung gian để sau này những cái ICO khác có thể dùng cái đồng này để thanh toán đó là cái coi nền tảng đó là cái điều tôi báo với các anh chị và điều đó làm cho các anh chị đáng để quan tâm tiếp theo không nào đó thì đây là những cái lý do tại sao tôi muốn giới thiệu các anh chị và hãy vào cái bài viết của tôi nó hơi dài tuy nhiên nó hơi dài nhưng mà giúp các anh chị quyết định đầu tư đúng hơn thông tin đầy đủ hơn đó là kèo thơm ico.com, sau đó các anh chị vào blog. thì trong cái blog này cái bài mới nhất tôi cập nhật chính là đánh giá ico coin nền tảng này. À, cái coin nền tảng này thì nó có gì hay thì tôi sẽ điểm sơ qua những cái gì đó hay cho các anh chị coi. Được không nào? Và tất cả những thông tin tôi đọc ở white paper và những thông tin phương tiện truyền thông đại chúng rất nhiều cái nguồn thông tin để tôi đã làm một cái bài review. Ở trên cái kèo thơm ICO.com Hiện nay Cái điểm để các anh chị có thể nghe tiếp Đó là được cái cân Track ICO đánh giá là 5.5 .5, 5 trên 5 điểm Tức là tuyệt đối các anh chị Đây là cái điều mà không phải cái ICO nào Cũng thể làm được hoặc là ICO Ben Đánh giá là bao nhiêu ạ à, Là 4.5 Ở cái dạng mà ICO profile Anh chị có thể coi này ICO track Đây thì đánh giá JWC block Blockchain Venture là 5 trên 5 Và cái này đặt ở đảo Cayman Islands Cayman Islands là đâu ạ? Là một quần đảo ở khu vực uh, Caribe Và các anh chị thấy đây là quần đảo của Anh Đây các anh chị thấy ha Là mùng 10 tháng 3 nó sẽ bắt đầu bán Và 30, 25 tháng 3 là kết thúc Và quan trọng đây là vòng Token Sale Còn vòng uh, Resale nó bán xong rồi Và được đánh giá là 5 trên 5 đây là cái điều mà anh chị có thể tham khảo nó ở những cái kênh thông tin đại chúng của nó, rất là nhiều kênh thông tin. Ok. Thì đây là cái à, đây là cái kênh đánh giá khách quan Track ICO về cái này, nền tảng này. Còn nền tảng ICO Ben ICO Ben này thì lại đánh giá là như thế nào ạ? ICO Ben thì đánh giá cái token này là 4.5 ở ICO Profile thì anh chị có thể check kênh ở trên ICO Band là một kênh đánh giá khá là nổi tiếng à, khá là nổi tiếng và rất là minh bạch đây là những cái điều mà tôi báo với các anh chị trước khi anh chị coi những thông tin chi tiết tiếp theo của ICO này ok à, anh chị có thể đọc thông tin chi tiết nó ở trên cái trang landing page này đây là một cái hệ sinh thái nói đúng hơn là như thế này anh chị dễ hình dung này là JWC phát hành nhà đồng tốc cần này sau này sau này á, các ICO nó lấy uh, cái cái đồng uh, cái cái quỹ này sẽ lấy tiền để đầu tư vào những ICO khác thì thứ nhất là cái những cái đồng đó phải dùng JWC để thanh toán nó gia tăng hệ sinh thái cho cái JWC này là cơ sở nền tảng để tăng giá trong tương lai đó. cái thứ hai là khi nó đầu tư vào những ICO như vậy thì nó quân bình được rủi ro Tức là đầu tư 10 dự án thắng 7 dự án là thành công rồi có thể 3 dự án fail Không ai đảm bảo chắc chắn là đầu tư 100% là thành công Có thể 7 dự án đã giúp các anh chị có lời và tăng trưởng rồi Và cái cơ sở tăng giá đây là cái nhu cầu sử dụng đồng tiền này ở trong tương lai có hay không Thì xin báo với các anh chị là rất nhiều ICO sau này JWC sẽ là đầu tư vào Đó là cái điều mà tôi báo các anh chị đó là cái cơ sở Để trong tương lai nó có tăng giá hay không là những điều đó điều Ok ở trong này rất là nhiều thông tin Nhưng mà tôi đã đốt rút lại Và viết làm cái bài rất chi tiết Hãy nhớ đầu tiên Đây là một coi nền tảng các anh chị Không phải là coi doanh nghiệp thuần túy nha Vậy thì ICO JWC này Là một ICO nền tảng Trong thời gian qua Thì nó không có ồn ào trên thị trường Nó cứ chạy âm thầm resell Và đến ngày mùng 10 tháng 3 này Nó sẽ bán là public sale nhưng mà nó có cơ sở để nó tăng giá trong tương lai Cho nên tôi mới mạnh dạng review này Với hai là tôi cũng gặp cái người đại diện tại Việt Nam Của cái đồng ICO này Và đó là lý do tại sao tôi mới có đủ thông tin Để có thể review được cho các anh chị cái ICO này Bởi vì cái đầu tư trong lĩnh vực này Thì đa số là rất ít thông tin Trừ khi các anh chị gặp được chủ coi Gặp được cái những cái người đại diện Thì họ có nhiều thông tin để cung cấp cho các anh chị biết Thế thì các anh chị tìm hiểu sơ qua nha JWC uh, Blockchain Venture này là một quỹ đầu tư mạo hiểm của thế giới và họ chuyên tập trung vào đầu tư vào những cái startup hoặc nhưng mà hoạt động trên nền tảng blockchain các anh chị và tiền uh, cryptocurrency và các anh chị đã từng nghe qua như là Meta và uh, Blockchain Capital hay là Ethereum Classic Investment Trust thì JWC Venture cũng nằm trong số đó như vậy và 12 ngày nữa nó chính thức là bán gì ạ uh, public sale và nó là nền tảng À, coi nền tảng các anh chị và JWC Venture là tạo ra đồng token JWC dựa trên nền tảng Ethereum blockchain 2.0 và đồng JWC này sẽ dùng để chỉ định cho các startup sau này để đầu tư gọi vốn đó là cái điều tôi báo các anh chị rất là hay ho đúng không nào thì sau này những cái đồng tiền mà JWC đầu tư vào thì nó phải dùng cái đồng tiền này để thanh toán và anh chị có thể dùng bitcoin hoặc ethereum để đầu tư tuy nhiên tỷ lệ dùng à, đồng jwc này bao nhiêu là do cam kết đầu tư ban đầu do jwc là là đã thỏa thuận ban đầu ví dụ các anh chị đầu tư vừa rồi là ArcBlock thì tại sao nó lại cho thanh toán bằng ethereum và gì ạ và và đồng uh, sevmai à, thì có thể là các anh chị thấy hoặc là vừa rồi các anh chị đầu tư crypto thì một số cái coin nó cũng dùng crypto để thanh toán. Thì cái đồng uh, JWC để như vậy. Sau này nó đầu tư vào đồng nào? Thì tỷ lệ 30, 50 hay 70 dùng đồng đó thanh toán cho cái ICO đó là do thỏa thuận và ký cam kết ban đầu. Để các anh chị có thể hình dung được là nó sẽ làm gì trong tương lai. Chúng ta đi qua phần 2. Đó là debt team của quỹ này là gồm những ai? Và sau khi tôi tìm hiểu thông tin về debt team của cái nơi này thì tôi quá là bất ngờ. Bởi vì có những cái nhân vật ở trong này Lịch sử của họ Cái thành tích của họ Cái kinh nghiệm của họ Experience của họ rất là lớn các anh chị Và nói chung là thuộc hàng khủng long Và đó là lý do tại sao Tôi báo với các anh chị biết là Đáng để các anh chị theo dõi và quan tâm thêm Đầu tiên Ông này là Frank Frank này là thạc sĩ MBA quản trị kinh doanh của Cambridge Hiện nay là quản lý dịch vụ tài chính của Goldman Sachs Goldman Sachs là ai thì anh chị biết rồi là ngân hàng đầu tư hàng đầu trên thế giới và có trụ sở tại New York và thị phần cái market share lên tới là 96 tỷ USD và Frank hiện nay là giám đốc điều hành của FFA đã làm việc với 50 cái startup ở châu Âu và hỗ trợ cái startup với số vốn lên tới 50 triệu đô và hiện nay Frank còn được là phó giám đốc dịch vụ tài chính của công viên sáng tạo TIS và phó chủ tịch liên minh đổi mới châu Âu tại Brussels uh, Đấy, cái người thứ hai là giám đốc IT của tập đoàn Piaggio nơi sản xuất và phân phối hoặc là xe cơ giới và xe thương mại dưới 7 uh, thương hiệu Piaggio. Đó, các anh chị thấy như Vespa này, Gucci này, Tepi này, hoặc là gì Scarabelle này. Đây là những cái dòng thương hiệu của Piaggio. Đấy. Và Piaggio thì anh chị biết rồi là có đến 7 hơn 7.000 nhân viên, 50 quốc gia và tỷ lệ vốn hóa thị trường lên tới là 1,1 tỷ 1,1 à, tỷ euro các anh chị. Và hiện nay Luca là giám đốc chi nhánh Đông Á của FFA và ông là giám đốc tài chính của tập đoàn Czechy. Đó là những cái điều mà tôi báo các anh chị là toàn những nhân vật rất là lợi lường và hiện nay thì Luca còn là đồng sáng lập của rất nhiều dự án khác nữa. Tuy nhiên, cái người thứ ba các anh chị thấy đây là Matthew Brand là ai? Là giám đốc điều hành của Silver là quỹ đầu tư gọi vốn 500 triệu để phân phối vào các khoản đầu tư vào đa quốc gia trụ sở tại London đấy ông ta cũng là một cái giám đốc điều hành của một quỹ đầu tư lớn siêu venture các anh chị và hiện nay thì Matthew này đồng sáng lập điều hành của Global China Holding đấy và có trụ sở tại đâu ạ à? tại Thẩm Quyến Trung Quốc và hiện nay Matthew này là người chịu trách nhiệm xây dựng các luồng giao dịch độc quyền cho China Private Equity và đó là cái người mà rất rất thành công trong lĩnh vực về quản lý đầu tư anh chị thấy ha. và tiếp theo nhân vật khủng lắm tiếp theo đã từng làm là của cho IBM còn cái người này anh chị thấy là Goldman Sachs này, Piaggio này, Shield này còn cái này là IBM thì uh, luận Nguyễn này là chủ tịch của MyFast là blockchain trong lĩnh vực hậu cần và hiện nay ông là một doanh nhân sáng tạo và luôn cũng đó làm 16 năm cho IBM các anh chị Đây là cái điều mà không phải ai cũng có kinh nghiệm làm cho IBM IBM thì các anh chị biết rồi Một cái tập đoàn rất lớn trong lĩnh vực về công nghệ của thế giới Và ông này chịu trách nhiệm áp dụng công nghệ tiên tiến Vào lĩnh vực giải pháp toàn cầu cho IBM Và IBM thì các anh chị thấy là Có 300 văn phòng hoạt động ở 170 quốc gia Doanh thu là 80 tỷ đô vào 2016 Và vốn hóa thị trường khoảng 150 tỷ đô và người người tiếp theo là James James này là sáng tập sáng lập của công ty Crypto Specialist là người cố vấn của công ty là Faster Capital. Anh ấy là người người Mỹ gốc Hàn là người có kinh nghiệm đầu tư trong lĩnh vực ICO và cố vấn trong lĩnh vực về blockchain. Và ông đầu tư thiên thần vào 40 startup và tiền cryptocurrency. Đây là cái người cũng có kinh nghiệm trong lĩnh vực về cryptocurrency các anh chị. Tiếp theo là tiến sĩ Dr. Sarah Meze Sarah Meze là ai? là cố vấn y khoa tại uh, Ken. Tiến sĩ này làm việc cho Y tế Hoàng gia Anh trong 15 năm và đào tạo ngành sinh viên y khoa và tân y, uh, y bác sĩ và tiến sĩ này là người phát biểu quan trọng trong việc sử dụng blockchain và hệ thống chăm sóc sức khỏe và giải pháp y tế ngành công nghiệp y tế về chăm sóc sức khỏe kết hợp với AI À, LOT blockchain và đưa ra giải pháp mang tính cách mạng đó. Và tiếp theo đó là giáo sư Henry. Anh chị thấy giáo sư Henry này là phó chủ tịch ủy ban kinh trồng toàn cầu. Khi mà nhắc đến giáo sư Henry thì anh chị thấy là là cái người là cái người rất tuyệt vời, là cái người rất tuyệt vời. Đó là đã sáng lập cái quỹ soi tech đây này và Soytech này đang hợp tác với một số công ty nhằm đầu tư 500 triệu đô la vào cơ sở hạ tầng hậu cần và kinh doanh trong lĩnh vực nông sản. Đấy. Và giáo sư Henry này là giáo sư về di truyền học và nhận bằng tiến sĩ lĩnh vực cây giống cây trồng tại đại học Missouri và ông đã xuất bản được 185 bài báo và đóng góp được 30 chương sách. Đây là cái người giáo sư rất là tuyệt vời đúng không nào? Và cái người tiếp theo anh chị rất là kỳ vọng đó là cái người có tên là Kenneth Tran là đã làm big data tại đâu ạ? À? Microsoft. Anh đã làm tại Microsoft và nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực về big data và tại Microsoft ông nghiên cứu về các dự án về AI. AI là viết tắt của là artificial intelligence và anh chị thấy là hiện nay Kenneth này diện bằng tiến sĩ toán học và toán học ứng dụng tại Đại học Texas của Austin. Đấy, đây là những nhân vật rất khủng bố mà trong cái danh sách mà danh sách uh, của cái team này để các anh chị thấy team này, team dev này là những người có kinh nghiệm như thế nào là ai, đúng không nào? Và những cái thành tựu thực tế mà JWC này trong lĩnh vực mạo hiểm họ đã đầu tư rồi thì các anh chị thấy kinh nghiệm của họ ở IBM, Goldman Sachs, KPMG hay là Microsoft, Piazo hay là Siu đây là những cái nhân vật rất là lẫy lừng đúng không nào? Và portfolio đã đầu tư trước đây đó là đầu tư vào cái công ty Last Mill này Lee Sandwich này hay là Kaguno uh, Kagano này. Đây là những cái công ty đã thành lập và có anh chị thấy là có doanh thu và có lợi nhuận trong những năm vừa qua và lợi nhuận. Anh chị có thể kiểm tra thêm thông tin đây rất là chi tiết. Tôi có điểm qua như là công ty Lee Sandwich này, adver bao nhiêu này, hay là hay là Last Meal, hay là Kaganu, hay là Soitech này. Đây là những cái công ty có thị phần và có doanh thu trong những năm vừa qua để đầu tư. Đó anh chị có thể đọc thông tin thêm. Vậy thì một số người đến đây hỏi tôi là tại sao quỹ JWC này phải gọi vốn làm chi? Bản thân nó là quỹ đầu tư rồi còn gọi vốn làm gì? Thì anh chị thấy là nếu chỉ dùng vốn của nó để đầu tư thì nó không thể phát triển được ở trên nền tảng blockchain trong cái nền tảng 14.0 hiện nay và nó không mở rộng được quy mô, tức là không khả năng về scale up được không nào? Thì ICO JWC này kỳ vọng là gọi được 30 triệu đô trong những dự án này để họ dùng 30 triệu này để đầu tư vào những cái startup trong lĩnh vực blockchain và qua đó JWC sẽ tạo ra một hệ sinh thái riêng, một hệ sinh thái riêng cho đồng JWC và giúp cho coin nền tảng này mau tăng giá và tạo ra mức độ thanh khoản về mặt tài chính mở rộng. Đó là lý do tại sao uh, JWC phải tạo ra, uh, phải ICO cái này để huy động, để đầu tư vào những ICO và những ICO đầu tư trong lĩnh vực này là rất nhiều. Ví dụ như là uh, fundraising này, e-commerce này logistics này, social value này, hay là AI machine này, hay là biotech. À, đó là những công nghệ mà trong tương lai JWC sẽ đầu tư ở trong nền tảng blockchain. Đấy, cái lộ trình của nó thì anh chị thấy 2018 này à, nó có lộ trình đến 2020. Tuy nhiên điểm sơ qua một vài cái điểm nhấn của nó trong 2018 đó là sau khi tháng 3 nó ICO xong thì tháng 4 nó sẽ gì ạ? Nó sẽ tiến hành đưa lên đấu đưa lên list uh, lít lên 5 sàn và tại sao nó không điểm là sàn nào bởi vì như thế này nó đó là chiến lược cạnh tranh khi mà đưa lên sàn nào thì những sàn khác có thể offer tốt hơn và nó giành nhật những cái sàn này thì đó lý do tại sao người ta bí mật cái này cho đến khi người ta ICO xong người ta list lên sàn và đây là một chiến lược kinh doanh chúng ta chờ đợi vậy thôi chúng ta chưa có thông tin cho việc này và tháng 5 thì sẽ mở rộng một số văn phòng đại diện ở tại Mỹ, châu Á và châu Âu. Tháng 7 thì sẽ tiến hành tư vấn và đầu tư Một số startup tốt nhất sau khi đã lựa chọn đấy, Thì anh chị thấy là Sau khi uh, JWC sẽ lên sàn sau 3 tháng Thì nó sẽ tiến hành đi đầu tư các startup Để xây dựng hệ sinh thái, tạo ra tính thanh khoản Và đẩy giá được đồng JWC lên cao hơn Và khi Tôi tìm hiểu thông tin về truyền thông quốc tế Nói về dự án này Thì hầu như Đây là cái điểm mà JWC phải làm tốt hơn Ngoài những cái rút chat quốc tế cũng như tại Việt Nam thì hầu như giai đoạn uh, resale của họ rất là yên ắng và những cái thông tin của nó đa số là ít có thông tin ngoài thị trường và public sale này tôi kỳ vọng là họ làm mạnh về marketing để các nhà đầu tư cá nhân có thể biết thông tin chứ còn mua resale thì chưa chắc chúng ta mua được bởi vì số lượng uh, ETH phải mua khá là lớn và tôi nghĩ rằng uh, dự án này cần phải làm marketing tốt hơn để nhiều người biết hơn đến dự án này đó đó là cái điều mà tôi muốn nói về góc độ truyền thông. Còn ở góc độ mà chúng ta thấy ở những cái cái mạng mà quốc tế đánh giá như thế nào thì anh chị thấy là Track ICO đánh giá là 5/5 5 cho dự án này. Đây là cái điều tuyệt vời đúng không nào? Đó. Và cái thứ hai là ICO holder là đánh giá là bao nhiêu ạ? đánh giá đó là 3.5 trên 5. Một số người hỏi là tại sao 3.5 trên 5? bởi vì ICO đơn này đánh giá ở cái góc độ nào đó thì mỗi một cái cân đánh giá ở góc độ nào khác nhau Tuy nhiên là ICO đơn đánh giá chỉ đạt 3.5 trên 5 rồi đây là khá thôi các anh chị còn Tuy nhiên cái gì ạ track ICO đánh giá là ok Big Talk thì anh chị thấy Big Talk thì JWC cũng được người ta bàn luận trên này với 37 trang và 2003 người đó là theo dõi cái chương trình bounty của nó. Anh chị có thể kiếm bounty ở trên cái Bitcoin Talk này. Ok. Và ICO Bank là đánh giá là ICO profile là 4.3. Đó, 4.3. À, trên, trên của trên WC trên ICO Bank. Đây là cái điều mà không phải dự án nào cũng được những cái công ty độc lập, những cái dự án độc lập như vậy đánh giá điểm cao như vậy. À, và nó tổng kết lại thì JWC để đánh giá là gì ạ? Là khá từ góc độ chuyên gia về ICO Và chúng ta bắt đầu phân tích thêm về chi tiết về ICO thế này nhé Là đây JWC là như thế này Token này có tên là JWC Blockchain platform là Ethereum Và nền tảng token là Ethereum IRC20 à, Và cung cấp đợt này ra là 500 triệu JWC Pertray chỉ accept là ETH thôi, không có chấp nhận đồng khác Và một ETH là 10.000 JWC anh chị Đây, 10.000 JWC à. sale là 10%, 40% là public sale 30% là gì ạ, là reserve là, là đội, Và đội, đây là team và supporter là 12% Advisor và partner là 8% Đó Đây là những cái điều mà tôi báo các anh chị là thông tin rất là chi tiết Và đây là cái danh sách công ty họ đã đầu tư trước đây rồi Anh chị đều thấy Đây Cái vòng Cái vòng mà gì ạ à, Pre-sale Là họ đã bán xong rồi các anh chị Họ bán xong hết rồi Và bây giờ là public sale Các anh chị sẽ được tặng 6% bonus khi đăng ký vào đường link Mà khi đăng ký cái 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 đường link của tôi Bởi đơn giản thôi tôi làm cái thông tin này Nghiên cứu thông tin này khi mà tôi thấy tốt tôi đầu tư cũng như tôi giới thiệu ra cho tất cả những anh chị em muốn đầu tư thông qua đó thì JWC cũng tri ân cho anh chị là 6% và JWC này tri ân cho những người làm học phê lết như chúng tôi là 1 đến 2% cho nên các anh chị được bonus tức là những anh chị là cái người đầu tư anh chị được bonus rất nhiều và anh chị thấy là một ETH là 10.000 JWC và mùng 10 tháng 3 là bắt đầu bắt đầu gì ạ? À? bắt đầu bán. Đây là cái điều mà tôi báo các anh chị biết là mùng 10 tháng 3 chúng tôi sẽ public thông tin à bán như thế nào để các anh chị có thể là gì ạ? Là tham gia và đầu tư. Như và mua những ngày tiếp theo thì rẻ hơn 3% và 1%. Đó. Rồi, tiếp theo cái đội ngũ tim thì các anh chị đều biết rồi. Ok thì anh chị được biết rồi và cái roadmap anh chị có biết được 14 10, 16 đến hôm nay 29, 20 họ làm gì Vậy thì tiếp theo chúng ta sẽ đánh giá như sau Đến đây một số người hỏi là dự án này có ưu điểm gì và nhược điểm gì Mà chị ạ? chúng tôi có cơ hội để có thể review được các anh chị ngày hôm nay Thì tôi nhìn thấy có 11 cái ưu điểm mà tôi nhìn thấy rõ ở dự án này Cái ưu điểm đầu tiên đó là thông tin công ty có đội ngũ rất là mân bật rõ ràng chúng ta có thể kiểm tra check ở nhiều công cụ phương tiện truyền thông đó là cái điểm uh, cộng đầu tiên điểm cộng thứ hai là ico chwc này thu hút được rất nhiều nhà đầu tư đến từ những quốc gia điển hình như anh mỹ úc hàn quốc trung quốc và nga à, và cái team dev của quỹ đầu tư này quả thực là rất là khủng trong lĩnh vực về blockchain nói chung và lĩnh vực công nghệ khác nói riêng và hầu hết những cá nhân này đều là cán bộ cao cấp trong những tập đoàn có tên tuổi hàng đầu thế giới như là IPM, Goldman Sachs, Blockchain Academy, Piazzo hay là KPMG hay là Microsoft hay là gì Global Plan Council. Điều này cho thấy năng lực đáng nể phục của họ. Cái điều tiếp theo đó là họ đã đầu tư vào một số doanh nghiệp và cho kết quả thành công thực tế chứ không phải là dự án này vẽ trên giấy họ đã đầu tư rất nhiều rất nhiều những công ty về trước đây và tạo ra doanh số thực tế và cái dự án startup cần gọi vốn để phát triển trên toàn thế giới cực kỳ nhiều chính vì thế quỹ JWC này sẽ có rất nhiều đối tượng startup để lựa chọn đầu tư và có thể chọn ra những startup nào với mô hình tốt ý tưởng tốt để đảm bảo việc thành công cho những cái startup sau này đó là cái điều tôi báo với các anh chị biết về mặt xã hội và cái quỹ này lập ra thì giúp cho nhiều startup khác tiếp cận vốn tốt hơn và giải quyết vấn đề về kiến thức và những khó khăn trong quá trình phát triển dự án này, dự án về startup của họ. Đó là cái điều họ sẽ tận dụng được cái đường cong kinh nghiệm của JWC Ventures. Và trong tương lai gần, JWC này sẽ thúc đẩy nhanh quá trình phát triển của nhiều startup trên toàn thế giới và các đồng cái đồng JWC này sẽ được các startup khác sẽ sử dụng và trong quá trình ICO để vận hành hệ thống sau này Điều này tạo ra cái giá trị thực sự cho đồng tiền Trên WC về hệ sinh thái này Và đây là cái điểm nhấn khác biệt Của dự án ICO này Với những dự án ICO khác mà anh chị từng được nghe Và nó điều này làm cho Cái cơ sở tăng giá trong tương lai Để nó tăng giá Đó. Và xây dựng hệ sinh thái Cũng như làm sao để cho đồng Trên WC này tăng giá trong tương lai Và về mặt ý tưởng Và tính thực tế là rất tốt chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng về cái cái điều này và đội ngũ co founder advisor cam kết là đây là cái điều đây là điểm nhấn luôn các anh chị co founder và advisor cam kết là hai năm họ với rút token ở trong này ra đây là điểm nhấn bởi vì những cái công ty khác là địa là co founder và advisor họ cầm token và họ có thể bán ra rất nhanh họ bán ra rất nhanh và cái dự án này đi đường dài và họ cam kết là trong hai năm họ mới rút ra điều này nói lên cái, cái việc mà họ suy nghĩ về việc gọi là long term, họ đi dự án này dài hạn, họ dự án này dài hạn dài hơi hơn. Đây là cái điều mà không phải ICO nào cũng dám công bố cái điều này, mà là chỉ có JWC này cam kết những điều này mà thôi. Đó. Và tôi có gặp uh, những cái người đại diện tại Việt Nam và uh, tôi thấy là những cái điều này làm cho tôi cảm giác rất là yên tâm khi tôi gặp người đại diện tôi có rất nhiều thông tin À, rất nhiều thông tin và rất nhiều thông tin này cho tôi cái cách mà đánh giá cái dự án này hoàn toàn tôi yên tâm hơn tuy nhiên có một vài cái điểm mà tôi cảm giác uh, JWC làm chưa tốt đó là về truyền thông mà mọi thứ nó chưa được ok là hiện nay kênh Telegram mới hút được 2.000 người thôi trong cái chương trình mà bị resell public sale tôi hy vọng nó làm tốt hơn để có thể hút được cộng đồng lớn hơn và thị trường Việt Nam thì mới có khoảng 500 người đầu tư thôi và chúng ta có thể join vào cái group uh, Telegram quốc tế hoặc là Telegram Việt Nam đây. Và token này thì được mua không giới hạn. Cho nên uh, đây cũng là một cái điểm mà tôi không yêu thích lắm bởi vì vậy thì một số người sẽ mua rất nhiều và làm giá. Đây là cái điều mà trên xin nó có cái hạn chế và lượng mua tối thiểu là 0 ETH. Điều này có vẻ là sẽ làm hạn chế cái việc mà gì ạ? Một số nhà đầu tư trong lĩnh vực này họ sẽ đầu tư mà anh chị thấy cái thông tin mà bắt thông tin cái ngày này à public sale anh chị thấy public sale là bán 400 triệu resale là 100 triệu và đây là chúng ta sẽ và nhưng mà mua là tối gì ạ à, mua tối thiểu minimum purchase là 0,5 eth đó đây là cái điều mà không phải một số nhà đầu tư mà dưới 0,5 eth thì rất khó tiếp cận với cái nguồn uh, ico này đây là một cái điểm mà không phải uh, mà tôi đánh giá đó là cái làm hạn chế một số nhà đầu tư nhỏ lẻ có lẽ rằng đó là chiến lược của jwc họ không có cần phải uh, thu hút quá nhiều những nhà đầu tư nhỏ lẻ mà đầu tư rất là ít. vậy thì bây giờ những điểm sơ qua về dự án này trước khi chúng tôi tạm kết thì tôi bắt đầu coi thông tin của cái Jwc này ở một số cái cân Ví dụ tôi là kiểm tra cái mức độ về về traffic của nó à, Thì tôi thấy đây Hiện nay thì Jwc này Anh chị thấy là trung bình một ngày có khoảng 1.500 người Sẽ vào thông tin đây để coi dự án Và anh chị thấy là Mỹ và Anh là đứng đầu Poland, Canada, Brazil, Việt Nam và Turkey. Thì đây là cái thông tin các quốc gia đang đầu tư vào những dự án này. Để các anh chị có thể thấy thông tin về cái dự án. Và tôi đánh giá cao về năng lực đội ngũ đẹp của JWC. Ngoài năng lực thực tế ra thì họ còn có mối quan hệ rộng trong nhiều lĩnh vực khác. Ở trong thị trường tài chính, ngân hàng, đầu tư và những cái mối liên hệ đấy các startup. Điều này cũng giúp cho chúng tôi, giúp các ICO sau này nắm bắt thông tin nhanh nhọn, nhanh nhẹn hơn nhằm tạo ra những cái startup vượt trội để đầu tư nhằm vào kết quả thành công nhất. Sau này, sau ICO thì họ sẽ tập trung để nghiên cứu những cái startup nào tốt và có mô hình blockchain tốt để họ đầu tư và đó là lý do tại sao họ sẽ chọn được những cái startup tiềm năng để đầu tư vào những dự án đó tóm lại thì hệ sinh thái đồng JWC trong tương lai chính là những startup được JWC đầu tư hệ sinh thái của JWC sẽ hình thành rất nhanh chóng và anh chị thấy là để phát triển hệ sinh thái rất là lâu còn hệ sinh thái của JWC chính là những cái đồng những cái gì ạ những cái startup khởi nghiệp khác trong lĩnh vực blockchain tức là càng nhiều startup họ đầu tư thì hệ sinh thái sử dụng cái đồng JWC này càng lớn thì cái nhu cầu của đồng này càng cao thì sẽ đẩy giá cái đồng JWC trong tương lai sẽ cao hơn và và cứ như vậy cứ như vậy thì chúng ta sẽ thấy là gì ạ chúng ta sẽ uh, tạo ra một cái nhu cầu rất lớn về đồng JWC này và các anh chị thấy là dựa vào năng lực thực tế của cái Dev team này ở trong quá khứ cũng như trong tương lai thì chúng ta hoàn toàn tin tưởng để uh, biết rằng cái dự án này đi xa hơn và nó uh, cơ sở để hình thành cái dự án này tốt hơn và đây là cái ICO coi nền tảng khác với những ICO coi doanh nghiệp mà tôi đã từng đầu tư trước đây một dự án đầy tiềm năng đáng để đầu tư và anh chị coi lượng truy cập của nó Việt Nam cũng nằm trong top 10 thôi không phải là duy nhất được không nào và thống kê cho thấy là Đức, Anh, Pháp, Úc, Đức, Phần Lan, Canada rất là nhiều quốc gia và anh chị có thể check cái đường link tham khảo ở đây và đây là một cái nhà đầu tư họ đã đầu tư là 10 ETH 10 ETH này họ sẽ có là 100.000 coin token này cộng với 10% bonus bởi vì 10% bonus bởi vì thời kỳ đầu private sale pre-sale cho nên tổng cộng là được bao nhiêu ạ? 113.000 token này. Còn các anh chị mua trong thời điểm public sale ăn mùng 7 tháng 3 này thì anh chị chỉ được là tặng 6% thôi, tức là 10 ETH vẫn được 100.000 uh, token nhưng mà lượng token tặng chỉ là 6% mà thôi. Để anh chị lưu ý điều này được không nào? Vậy thì tôi đã review cho các anh chị những cái thông tin à, Những cái thông tin, ví dụ khi mà tôi search à, à, review ICO, à, JWC Venture Ở trên Youtube Thì có rất nhiều kết quả đã review về cái ICO này Được không ạ? Rất nhiều, rất nhiều rất nhiều những cái ICO đã những cái người đã review về cái ICO này để tôi thấy để tôi nói với các anh chị là gì ạ đây rất là nhiều cái người đã review về cái ICO này nhiều nó nói lên một điều rằng gì là rất nhiều người cũng quan tâm về dự án này ok rồi và khi tôi search thông tin của dự án này trên Google thì mức độ phổ biến à, cũng khá là ok à, anh chị có thể sợ là jwc venture à, rất rất nhiều cái nội dung được thông tin là trên cái jwc venture này à, 20.000 kết quả về jwc venture này trong thời gian sắp tới tôi hy vọng rằng jwc uh, venture này sẽ được phổ biến và phổ quát đến nhiều nhà đầu tư hơn nữa đó là lý do tại sao ngày hôm nay đây là cái nguồn tin tôi phân tích khá là dài Nhưng mà dài như thế này để các anh chị ra quyết định để đầu tư Đó là lý do tại sao tôi nói các anh chị rồi Quan trọng là nó có nhiều góc độ thông tin để các anh chị đầu tư Chứ chúng ta không đảm bảo chắc chắn là 100% dự án đều thành công Tuy nhiên tiền nằm trong tay các anh chị Anh chị có phải đưa ra cái quyết định đầu tư Anh chị tham khảo nhiều nguồn Sau đó những cái nguồn chính thống để anh chị có thể đầu tư Và khi các anh chị đăng ký đầu tư với dự án này Được không ạ? Thì có một cái điều tuyệt vời mà tôi muốn báo cho các anh chị đó là gì? Đó là anh chị được tặng 6% token này khi mà đăng ký. Hiện nay thì anh chị đăng ký trước đến ngày mùng 7 tháng 3. Chúng tôi sẽ nói các anh chị là bắt đầu làm thế nào để có thể mua được token này. Hãy nhớ mùng 7 tháng 3 mới bắt đầu nhé. Ngày hôm nay chỉ đăng ký thôi. Đăng ký không mất gì. Nhưng nếu anh chị không đăng ký thì có thể là nó sẽ hết. Nó sẽ giới hạn cái việc mà gì thành viên đăng ký và anh chị không có cơ hội khi mà anh chị muốn mua cho nên ngay bây giờ anh chị cứ đăng ký mùng 7 tháng 3 anh chị quyết định đầu tư anh mùng 10 tháng 3 anh chị quyết định đầu tư thì sao ạ anh chị sẽ được tặng 6 phần trăm hãy đăng ký vào đường link này để ủng hộ cái việc mà tôi review cũng như tổng hợp thông tin kiến thức về gì ạ à? về cái JWC này như mà là một cái món quà tặng tôi trong dịp đầu năm đó là cái điều mà tôi muốn kêu gọi trong cái hành động cuối cùng này hãy đăng ký mua ICO để được tặng 6 phần trăm ở đây mùng 10 tháng 3 mới bắt đầu được còn bây giờ chỉ đăng ký thôi anh chị nha đăng ký không mất gì nhưng mà có trước thì tốt hơn đăng nào cũng đăng ký thì đăng ký trước tốt hơn đó hoặc là anh chị có thể join vào telegram này cập nhật những đàn đầu tư tại Việt Nam của JWC Venture này ok và tôi sẽ cập nhật cái clip này ở trên YouTube và anh chị thấy hãy click vào cái đường link bên dưới cái video này để anh chị có thể đăng ký để dành một suất mua cái token JWC này rất là rẻ một ETH là 10.000 token này và tôi nói các anh chị trong tương lai tiềm năng rất cao với dự án này. Đó, hãy click vào đường link bên dưới YouTube này để có thể gì ạ à? lấy cái đường link đăng ký vào danh sách để mà có thể mua cái ICO này vòng 10 tháng 3 được không nào? Và join vào cái đường link vào Telegram để cập nhật những nhà đầu tư của dự án WC này tại Việt Nam. Và một lần nữa, tôi là Johnny Thông. Tôi đã cung cấp thông tin cho các anh chị về dự án WC này. Quyết định đầu tư là anh chị Hãy có một cái tài khoản trước đầu tư sau Đó là cái lời khuyên của tôi với dự án này Và một lần nữa Chúc cho các anh chị đầu năm thắng lợi đại thắng Và rất 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 nhiều thông tin tôi sẽ cập nhật các anh chị Vui lòng vào kèo thơm ICO.com Hoặc là cập nhật trên đấu Trên uh, Youtube của tôi Trên kênh Youtube channel của tôi là Johnny Thông Hoặc là lên kèo thơm ICO.com Và các anh chị vào đây Chúng ta sẽ làm gì Chúng ta join vào Telegram để anh chị cập nhật các nhà đầu tư ICO tại Việt Nam. Vâng, một lần nữa tôi là truyền thông. Xin chào, hẹn gặp lại các anh chị. Xin chào.